Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Mấy ngày hôm nay thời tiết Hà Nội có thể gọi là quá là đẹp, đẹp như trăng rằm, bởi vì với cái điều kiện thời tiết tầm từ 18 đến 20 độ thì nói thật là các anh em xịt bất kỳ một mùi hương nào cũng cảm thấy BCM, từ gỗ, từ trầm, từ thuốc lá vân vân. Nói chung là có thể xịt được tất cả các mùi hương. Và nói thật là nếu như mà mình có thể thì mình luôn mong 365 ngày lúc nào nó cũng như những ngày này, thì nói thật là không có một cái gì xịt, không có gì phải suy nghĩ cả. Đó. Và trong chủ đề video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa quốc dân gọi là Chanel, Bleu Chanel. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ không review về mùi hương chai nước hoa này. Chủ đề ngày hôm nay đó là 5 mùi hương thay thế cho Bleu Chanel. Nếu như các anh em nào yêu thích cái tông mùi rất là sang trọng, rất là lịch sự, thế nhưng đôi khi nó mình nghĩ là các anh em cảm thấy là nó hơi bị gọi là quốc dân, mùi hương quốc dân, bên cạnh giống như là Dior Sauvage, tức là đi đến đâu cũng sẽ thấy cái tông mùi của Bleu Chanel. Thì cái video này mình sẽ gợi ý lên cho anh em 5 mùi hương với cái tông mùi có thể gọi là 19110 hoặc là 18110 so với sản phẩm của nhà Chanel, và đổi lại các anh em sẽ cảm thấy ít bị đụng mùi hơn so với sản phẩm quốc dân này. Đó, đấy là cái nội dung của chủ đề video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại được nhau nhiều hơn. Còn bây giờ, anh em hãy ngồi thư giãn và xem video này của mình nhé. Ok, lên đường. Ok các anh em, ở vị số 5 đó là một chai nước hoa mình rất hay nhắc đến ở những video trước. Nhưng mình cho rằng nếu như có một cái sự thay thế sản phẩm của nhà Chanel thì sẽ rất là đáng tiếc nếu như không nhắc đến nó. Đó là Guerlain L'Homme EDP. Ở mùi hương này đó là một cái sự kết hợp giữa da thuộc và cherry và một số những nốt nguyên liệu khác mình không biết. Mình chỉ cảm nhận thấy đó là da thuộc và quả cherry. Nó tạo nên một cái tông mùi rất rất là nam tính, trầm ấm. Cũng tương tự với cái phong cách mùi của Bleu Chanel. Cộng thêm với một cái độ linh hoạt mùi, biên độ linh hoạt mùi cũng rất là rộng. Chúng ta sở hữu chai nước hoa này và chúng ta có thể tham gia được tất cả các mặt trận, từ đi làm, đi tụ tập, đi hẹn hò, đi gặp gỡ bạn bè, đi cà phê, bla bla bla. Nói chung là ở trong tất cả các mặt trận chúng ta hoàn toàn có thể tự tin xài chai nước hoa này. Và mình nghĩ rằng với một tông mùi rất rất là thu hút, mình thấy rằng đa phần các anh em khi mà ngửi mùi hương của Guerlain L'Homme EDP thì đều có một cái phản hồi tích cực rất rất là tốt. Thì mình cho rằng đây là một cái sự thay thế rất rất là xứng đáng với Bleu Chanel nếu như chúng ta không muốn sở hữu một mùi hương quá quốc dân của nhà Chanel. Do đó ở vị số 5 đó là một sản phẩm của nhà Guerlain L'Homme EDP. Ở vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Prada, và chai nước hoa này có tên L'Homme Intense. Khác với phiên bản Prada L'Homme với cái tông mùi của da thuộc, của hoa diên vĩ, thì khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi soapy, một cái gì đó nó xà phòng. Cái cảm giác nó rất là sang, sạch sẽ. Đó giống như kiểu chúng ta cảm giác vừa bước ra khỏi nhà tắm ấy, một cái cảm giác rất là sạch sẽ. Thì ở phiên bản L'Homme Intense này nó hơi u tối hơn một chút thôi. Nó không phải là tối mít như đêm 30 không có trăng rằm, mà đây nó hơi tối, hơi dày một chút với cái sự kết hợp của da thuộc, của đậu tonka và iris, một cái sự cân bằng giữa ba nốt mùi rất rất là ngon. Cộng thêm với cái tinh thần làm mùi hương từ trước giờ, nói chung các sản phẩm của nhà Prada luôn luôn là như thế, luôn luôn là sang trọng, luôn luôn là nam tính. Và mình nghĩ rằng đây là sẽ là một sự lựa chọn không hề tệ nhé, ít nhất là từ khá cho đến tốt, nếu như so sánh với sản phẩm bestseller của nhà Chanel, đó là Bleu Chanel. Với chai nước hoa này, các anh em khi mà xịt mùa đông này và chúng ta đi làm, chúng ta khoác lên mình một chiếc áo sơ mi, chúng ta xuyên vin và có thể là một chiếc áo măng tô khoác ở ngoài, cộng thêm một cái khăn, ôi trời, thì Prada L'Homme Intense nó sẽ phát huy hết công dụng đến cho các anh em. Đó là những số 4 sản phẩm của nhà Prada. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo, và nó có tên F Black. Đây là một sản phẩm của perfumer Olivia Pope, hiện nay đang làm việc cho nhà Chanel. Đây, và cái thứ hai, nó luôn được đánh giá là một trong những chai nước hoa giá rẻ, chất lượng rất là tốt. Các anh em có thể tìm
đánh tên chai nước hoa này và chúng ta đi lên khắp các diễn đàn từ Tây cho đến Việt thì phản hồi của mùi hương của chai nước hoa này đều rất là tốt, với cái tông mùi hoa oải hương hơi khô một chút và một chút ngọt đó, thì khi mà xịt này nó sẽ mang hơi hướng một chút hơi classic, một chút hơi hướng, nó không hẳn là cổ điển già dặn hẳn mà nó hơi hướng một chút classic và nó vẫn không che đi cái vẻ thu hút của một người đàn ông đã trưởng thành đó. Đấy là cái cảm nhận của mình về sản phẩm Fleck của nhà Salvatore Ferragamo. Thì mình nghĩ rằng đối chiếu lại với cái tông mùi của Bleu Chanel thì Fleck nó cũng không hề kém cạnh ở bất kỳ một khía cạnh nào. Do vậy, nếu chúng ta không muốn quá là quốc dân, nếu chúng ta muốn sở hữu một chai nước hoa giá rẻ cùng với cái tông mùi rất là chất lượng cao thì sản phẩm của nhà Salvatore Fleck còn chần chờ gì nữa, hạ tiền thôi. Đó, ở vị trí số 3. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani và nó có tên Armani Code Profumo. Đó, đây là chai nước hoa mình đánh giá gần như là cao nhất trong cái line Armani Code. So với cái phiên bản đầu tiên của nó, đó là Armani Code, thì thực sự là không có cửa để so sánh với Profumo. Cộng thêm mình được ngửi đâu khoảng 1, 2 đến 3 những cái flanker khác thì với mình Armani Code Profumo là số 1. Với cái tông mùi ngọt nhưng không ngấy, dày dặn và nó vẫn là một chút gì đấy của đàn ông và một chút gì đấy của sexy thu hút các chị em đó. Bởi vì mình nhớ là khi mà ngày xưa mình làm clip review chai nước hoa này thì các bạn comment ở dưới đó là các bạn nữ khi mà ngửi mùi hương này đều có một cái phản hồi rất là tích cực đó. Thì chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng trong cái tiết trời lạnh mùa đông, một cái mùi hương ngọt ngậy nhưng mà không nồng đó, không quá là gắt mà vừa đủ để cho người khác ngửi cảm thấy nó ấm áp hơn, nó đỡ cảm giác thấy cái cảm giác lạnh của mùa đông, nó không cảm thấy là gây một cái gì đấy nó nhàm chán. Một cái mùi hương nào nó có thể giúp cho người ta cảm thấy nó thú vị hơn thì Armani Code Profumo là cái một cái mùi hương như thế đó. Thì mình nghĩ rằng để mà thay thế cho Bleu Chanel không có việc gì, vấn đề gì khi mà chúng ta sở hữu chai nước hoa này, một sản phẩm của nhà Armani, anh em cứ mua thôi, không vấn đề gì cả. Đây là có như thế không nhỉ? Hơi khó. Ok. Và cuối cùng, chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây, đó là một sản phẩm của nhà Victor & Robert, nó có tên Spice Bomb Ice Cream. Đây là phiên bản tiếp theo của chai nước hoa Spice Bomb, nhưng khác với phiên bản đời đầu, nó là cái sự kết hợp giữa thuốc lá và tiêu tạo ra một cái tông mùi cay nồng nhẹ hay còn gọi là fresh spicy. Nhưng ở phiên bản Extreme này nó dày hơn, nó đậm hơn và nó có một cái chiều sâu về mùi hơn đó. Rất thích hợp sử dụng trong mùa đông, ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, miễn là chúng ta hợp với cái phong cách mùi này. Nó không phải là để dành cho các anh em gọi là một cái gì đấy nó vẫn là tuổi hồng hơi nhí nhố thì không phải, mà nó dành cho người trưởng thành, chúng ta có cái sự nam tính, chúng ta có một cái sự chín chắn, chúng ta có một cái gì đấy của một người đàn ông, một cái nhân tố X của một người đàn ông và một cái mùi hương nào đấy nó giúp cho chúng ta ghi điểm cho các mắt chị em, đúng không? Chúng ta xịt nước hoa, cái điều đầu tiên là để ghi điểm cho các mắt chị em thì Spice Bomb Ice Cream sẽ là cái mùi sản phẩm như thế. Một sản phẩm của nhà Victor & Robert. Cái nhà vẫn nhìn thấy không nhỉ? Ok, sẽ là vũ khí rất lợi hại cho các anh em đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 5 sự lựa chọn, 5 sự thay thế cho mùi hương Bleu Chanel. Nếu như chúng ta không muốn một cái mùi hương ngon, một cái mùi hương thu hút và không bị quá là công dân. Mình rất hy vọng các bạn cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.